bao giờ đạt tới ước mơ của chính mình, nhưng luôn tìm được phía trước, lắng nghe tim mình mơ ước, tiến lên không lùi bước, môi luôn luôn cười tươi, cố gắng hết sức mình, không bao giờ ta lùi bước, dù đôi khi ta vấp ngã, đó niềm tin của tôi, dù đôi khi khó khăn tới ta phải tự tìm động lực, vì đam mê như lửa cháy đang bừng sáng trong trái tim ta, nào cùng bước, hãy đến tia sáng nhòm hùng lên ngọn lửa trong tim, nở nụ cười ta thêm niềm tin, với đam mê cùng chiến đấu, chinh phục cùng yo-yo, nào anh em đam mê ngập tràn ước mơ, mình cùng bước tới và với khát khao ta cười lên gian nan là tuyệt đỉnh yo yo. Là tuyệt đỉnh yo yo. Bộ phim tuyệt đỉnh yo yo. Tập phim bài luyện tập của Siazu. Kéo búa bao. À. Tay trái, tay phải, Yo-Yo quay yếu quá. Được, Siazu, tụi mình làm lại lần nữa đi. Leon, Siazu. Catherine. Sao bạn lại làm vậy? Hồi nãy kêu các bạn đợi mình dọn dẹp xong rồi đi chơi chung, vậy mà các bạn lại đi trước, thiệt là quá đáng. À, mình xin lỗi, mình xin lỗi. Lúc nãy nghe đề nghị của Siazu nên mình muốn thử liền. Thử cái gì chứ? Dùng Yo-Yo để tù xì. Tù xì bằng Yo-Yo sao? Đúng, dùng Yo-Yo để tù xì. Điều này mình đã nghe rõ ràng rồi, nhưng mà chơi thế nào hả Siazu? Đó là dùng tuyệt chiêu của Yo-Yo làm kéo búa bao trong ẩn tù xì. Cái búa chính là xích đu. Cái kéo là đi thang máy. Còn bao chính là tuyệt chiêu xoay vòng tròn 5 lần. Nếu không làm được tuyệt chiêu sẽ thua. Còn nếu làm được nhưng chậm hơn đối phương 3 giây trở lên cũng coi như thua. À, có vẻ rất thú vị ha. Không ngờ bạn cũng nghĩ ra, đúng là Siazu. Mắc cỡ quá đi. Đây là cách mình dùng để nhớ các tuyệt chiêu, chứ thật ra mình chưa nhớ hết các tuyệt chiêu nữa. Đúng là một ý hay đó. Nếu làm như vậy thì có thể vừa chơi vừa luyện tập, một công đôi việc. Vậy tụi mình bắt đầu chơi đi. Ừ. Chuẩn bị. Kéo búa kéo bao. Búa bao. À. Đáng ghét. Sau khi làm được như vậy, tiếp theo để dây thừng vào chính giữa rồi kéo. Tay trái, tay phải. Không làm được xích đu. Cả ba chúng ta đều thất bại rồi. Không thể được, làm lại lần nữa đi. Bạn vẫn chưa làm được mà còn nói. Bạn cũng vậy mà. Bạn vẫn chưa xoay vòng tròn được mà, có đúng không? Chưa thể xem là không làm được. Thôi mà, Leon, Catherine, hai bạn bình tĩnh đi. Bình tĩnh có được không? Tức quá. Luyện tập đi nào. Đợi sau khi thành thạo các tuyệt chiêu rồi quay lại chơi tiếp. Rốt cuộc thì ai giỏi hơn đây? Mình đứng đây luyện tập sẽ không sợ động gì hết. Vẫn không làm được. Tại sao dây thừng không thể giữ thẳng được chứ? Bạn vẫn vậy, không có tiến bộ. Bạn vẫn chưa làm được chiêu ném đá lấy ngọc. Khoan, hãy nói tới chiêu xoay vòng tròn. Loại chiêu bình thường đó, mình đương nhiên làm được. Nếu trong lúc Yo-Yo đang chuyển động mà bạn thu tay lại, thì Yo-Yo sẽ không bay ra ngoài như vậy đâu. Phải để Yo-Yo quay lại trong vài giây rồi mới bắt lấy Yo-Yo. Vậy sao? Đúng rồi. Không cần lấy tay chụp, phải dựa vào tác động của cổ tay để Yo-Yo quay trở về.
Vậy mới gọi là xoay vòng tròn, bạn vẫn chưa làm được. Đừng có sớm quá. Bạn xem đi. À, đau quá. Chẳng phải mình nói rồi sao? Đây là hậu quả của không dùng lực cổ tay. Thật ra phải làm thế nào mới làm được? Bạn dạy mình đi. Chỉ cần chăm chỉ luyện tập thì sẽ làm được. Đừng tưởng thành công dễ dàng. Nếu bạn nắm vững khoảng cách giữa tay và yo-yo, bạn sẽ làm được tuyệt chiêu này. Nhưng đối với bạn mà nói, chắc là chuyện đó xảy ra trong 100 năm nữa đó. Mình sẽ cố gắng luyện tập, nhất định sẽ làm được thôi. Cứ tới chỗ này là bị văng ra. Bạn cố gắng lên Phụng Quang. Để mình dạy bạn bí quyết tuyệt chiêu đi thang máy. Thật không? Ừ. Lúc bạn bắt đầu chuyển động yo-yo, tay trái phải giữ yên. Làm được rồi, mình thành công rồi. Cảm ơn bạn Phụng Quang. Mình rất vui khi thấy bạn cố gắng. Lần này lại biến thành hình tam giác rồi. Không lẽ do mình để yo-yo thấp quá sao? Không hổ là Shiazu. Đúng vậy. Vị trí của yo-yo nếu như quá cao hay quá thấp sẽ không thể làm được một hình tam giác hoàn hảo. Bạn dạy mình đi. Thật ra phải làm sao mới có thể tạo ra hình tam giác hoàn hảo? Được rồi, bạn cứ nghe theo lời mình mà làm theo. Được. Chính chỗ đó, cách phần đầu khoảng 10 cm. Làm được rồi nè. Hả? Nếu khi làm mất quá nhiều thời gian thì yo-yo sẽ giống như tình trạng lúc nãy. Dừng lại. Nhưng đừng lo lắng, Shiazu, bạn cố gắng luyện tập như vậy nhất định sẽ làm được thôi. Ừ, mình sẽ tiếp tục cố gắng. Bạn xem, bạn phải học hỏi Shiazu đó. Chẳng phải mình vẫn luyện tập đó sao? Leon và thần hổ đúng là một cặp bài trùng ha. Tính cách của linh vật cũng giống như tính cách chủ nhân của nó. Cho nên đại bàng mới tới bên cạnh mình. Vậy sao? Nên linh vật của mình mới cao quý xinh đẹp như vậy hả? Linh vật của mình có ưu điểm là mạnh mẽ. Linh vật của mình là một người thầy vĩ đại. Linh vật hoài. Đau quá. Ai vậy? Nguy hiểm lắm có biết không? Là bạn hả? Gurido. Mau xin lỗi Shiazu đi. Mình không có ý. Chỉ tự nhiên đã trúng cái lon thôi chứ bộ. Không thể có chuyện đó được, nhất định là bạn cố ý rồi. Bạn mới có chút tiến bộ về kỹ thuật chơi yo-yo mà đã nói chuyện kiêu ngạo như vậy rồi. Hả? Bạn vẫn chưa làm được chiêu xích đu mà. Nên mình mới phải luyện tập nè. Linh vật đã chỉ mình bí quyết của chiêu đó. Linh vật kia của bạn chắc chắn cũng không giỏi giang gì đâu. Bạn dám xem thường linh vật của mình hả? Đúng vậy, bản thân không có linh vật thì đừng có nói móc người khác. Đó không phải là nói móc. Mình chỉ cảm thấy quá nhàm chán thôi. Bạn mau xin lỗi linh vật của mình đi. Được rồi. Nhưng bạn phải thắng mình trước cái đã. Mình cũng nghĩ vậy. Chuyện này ngày càng thú vị. Trẻ con quá, mình mặc kệ đó. Được, vậy chúng ta sẽ đấu tuyệt chiêu xích đu. Xích đu hả? Xem yo-yo của ai có thể giữ được lâu hơn. Làm sao đi, mình chưa làm được lần nào hết. Chỉ cần làm theo lời của linh vật, bạn nhất định thành công. Đúng mà. Đúng vậy, chẳng phải bạn mới nói đại bàng sa mạc đã chỉ bí quyết cho bạn sao? Đúng vậy, mình có linh vật. Bạn rất can đảm, dám nhìn mình như vậy sao? Bắt đầu đi. Là chỗ cách đầu dây 10 cm. Mình đã làm xong rồi nè.
yo-yo của Gurido càng xoay càng nhanh. Dù không có linh vật, mình vẫn có thể làm được tuyệt chiêu này. Hả? Hả? Nếu yo-yo bị nghiêng thì sẽ thất bại như lúc nãy. Thì ra là vậy. Là như vậy sao? Cả nguyên nhân thất bại của Gurido cũng phân tích được. Không hổ là linh vật của Shiazu. Các bạn đang nói cái gì đó hả? Linh vật của mình đã nói cho mình biết nguyên nhân lúc nãy bạn thất bại. Đúng là nhiều chuyện. Trận đấu lần này Shiazu chiến thắng. Gurido, thực hiện lời hứa đi. Mau xin lỗi linh vật của mình. Mình không thừa nhận linh vật nào hết. Cuối cùng bạn ấy vẫn không chịu xin lỗi. Bạn ấy không chiến thắng cho nên tâm trạng không được vui, có đúng không? Nhưng thực ra bạn ấy rất giỏi. Không có linh vật vẫn đạt được trình độ này. Tức quá, nếu mình có linh vật thì còn lâu Shiazu mới thắng được mình. Xem ra người này cũng rất giỏi. Cần phải kiểm tra lại lần nữa. Có cần mình kiểm tra thử không? Con đã về rồi. Về rồi hả? Mẹ ơi, sao mẹ lại vác đồ nặng như vậy chứ? Không sao đâu. Mẹ đừng cậy mạnh, nếu lại đau lần nữa thì phải làm sao? Tới lúc đó con vừa phải trông coi tiệm, vừa phải nấu cơm, không có thời gian chơi yo-yo nữa. Lúc đó người cực khổ nhất chính là con. Được được, mẹ biết rồi. Mẹ thật là. Anh Gurido, anh biết chiêu đi thang máy không? Đi thang máy có phải như vậy không? À, không hổ là anh Gurido. Anh qua bên này đi. Bên này nè. Ở đây, ở đây nè. Hay quá. Em chắc anh ấy tới rồi. Anh Gurido cũng biết làm chiêu đi thang máy nữa. Vậy chúng ta đấu chiêu đi thang máy được không? Đấu chiêu đi thang máy sao? Đúng vậy. Ai có thể đưa Yo-Yo lên cao thì người đó thắng. Nhất định anh Gurido sẽ chiến thắng. Được thôi. Hay quá. Vậy thì bắt đầu thôi. Chuẩn bị. Bắt đầu. Đành phải liều thôi. Nghiêng dây thần, sau đó kéo lên trên. Bạn đã hiểu chưa? Sao lại vậy? Bạn chính là... Sai rồi. Tuyệt quá, anh Gurido thắng rồi. Anh Gurido mới đúng là giỏi nhất. Lần này mình thua rồi. Bạn cố tình thua mình đúng không? Hôm nay mình rất vui. Khoan đã. Thật ra đã có chuyện gì? Mình về nhà tiếp tục luyện tập. Đó chẳng phải là Gurido sao? Yo-yo của em bị hư rồi. Để anh thử lại. Bạn ấy cũng rất tốt bụng. Xong. Sửa xong rồi á. Anh coi nè. Em mở lòng bàn tay ra thử đi. Quả nhiên là như vậy. Nghe anh nói, lúc bàn tay hướng lên trên thì dây thần phải nằm ở phía trên. Nếu để ngược hướng thì Yo-Yo không thể dễ dàng chuyển động. Lại xuất hiện. Là như vậy sao? Đúng vậy, đây chính là cách cầm cơ bản nhất. Em phải cố gắng nhớ kỹ thuật nghe. Anh dạy em với. Dạy em nữa. Thật không ngờ Gurido lại được mấy đứa trẻ yêu thích đến như vậy. Chuyện đó cần gì phải nói. Anh Gurido là người chơi yo-yo giỏi nhất trên thế giới. Đúng là biết khoác lác. Nhiệt huyết chơi yo-yo của anh cũng không thua anh ấy đâu. Mình cũng vậy. Cho dù mình không có linh vật, mình cũng sẽ không thua các bạn. Cứ chờ đó Leon. Nếu yo-yo bị nghiêng thì sẽ đụng trúng dây. Được, lần này là vuông góc. Mình làm được rồi. Cho dù không có linh vật, mình vẫn có thể dễ dàng làm được. Được, tiếp theo
mình sẽ làm chiêu xoáy vòng tròn. Tức quá, lại làm sai rồi. Sau khi Yo-Yo vòng qua cổ tay thì làm như đuổi ruồi, quăng nó về phía trước. Lại xuất hiện nữa rồi. Đồ ngốc, mau tập trung tinh thần đi. Làm được rồi. Mình đã nắm được bí quyết. Giống như mình đã nghĩ, quả nhiên bạn là một thiên tài chơi Yo-Yo. Tuy bạn rất to cao, nhưng ngón tay linh hoạt và còn biết quan tâm tới người khác nữa, rất thích hợp làm thủ lĩnh. Bạn sao vậy? Bạn không muốn hợp tác với mình sao? Mình không cần linh vật. Mình không giống các bạn ấy. Tức thật, mình nhất định phải thành công. Tốt quá, chỉ cần chăm chỉ luyện tập, mình nhất định có thể làm được giống như bây giờ. Bạn là người lúc nãy, tại sao bạn lại cố tình thua mình? Vì muốn kiểm tra thực lực của bạn. Thực lực của mình sao? Tìm người chơi Yo-Yo giỏi, thành lập một nhóm cao thủ chơi Yo-Yo. Đó là ước mơ của mình. Giỏi quá. Chỉ cần bạn chịu gia nhập vào nhóm của mình, bạn sẽ mau chóng làm được. Tụi mình cần bạn. Nghe bạn nói có vẻ rất khó tin. Gerudo đối với các em nhỏ tốt như vậy sao? Xem ra con người bạn ấy thật sự rất tốt bụng. Nhưng bạn đi tới đó làm gì? Mình đi mua dây Yo-Yo. Mình luyện tập nhiều, dây thần bị mòn hết rồi. Thật không ngờ, bình thường bạn rất ghét luyện tập, cũng có ngày chịu cố gắng ha. Nhờ có thần hổ giúp đỡ cho mình đó. Mình cũng có luyện tập. Mình cũng vậy. Ai cũng giỏi hết. Lần sau tụi mình có thể chơi trò tù xì bằng Yo-Yo rồi. Cứ để mình làm đối thủ của các bạn đi. Gerudo, mình sẽ chứng minh cho dù không có linh vật, mình vẫn có thể làm tuyệt chiêu đó. Thôi được. Cuộc thi tù xì bằng Yo-Yo xin bắt đầu. Ai thắng hai lần sẽ thắng. Để mình giải thích một chút. Cái búa là xích đu, cái kéo là đi thang máy, cái bào là xoay vòng tròn 5 lần. Nếu ai làm sai xem như thua, làm chậm hơn người khác 3 giây trở lên cũng xem như thua. Chuẩn bị. Bắt đầu. Leon ra chiêu xích đu, Gerudo ra chiêu đi thang máy. Nói cách khác, Gerudo ra cái kéo, Leon ra cái búa. Leon chiến thắng. Hay quá. Tức thật đó. Leon dẫn trước 1-0. Dán tiếp theo, mình nhất định sẽ chiến thắng. Bắt đầu dán thứ hai. Chuẩn bị. Bắt đầu. Là chiêu xoay vòng tròn. Lần này mình thắng chắc rồi. Bị bạn ấy đoán trúng rồi. Không ngờ Gerudo lợi hại tới như vậy. Tức quá, mình thua rồi. Người thắng ván thứ 3 vẫn sẽ là mình. Là mình mới phải. Được rồi, mặc kệ kết quả thế nào, đây là ván cuối cùng. Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị. Bắt đầu. Mình sẽ báo thù cho ván trước. Nhanh quá đi. Đó là tốc độ gì vậy? Đừng cứ nhìn lung tung.
Nếu không thì Yo-Yo sẽ... Mình thắng rồi. Vì không tập trung nên mình mới thua. Lần này mình hoàn toàn thua rồi. Bây giờ bạn đã hiểu chưa? Dù mình không có linh vật, cuối cùng mình vẫn sẽ là người chiến thắng. Mình phải ráng luyện tập nhiều hơn. Lần sau mình nhất định phải thắng bạn ấy. Lúc nãy bạn ấy làm xong tuyệt chiêu rất nhanh. Chẳng lẽ dây thần của bạn ấy bị cắt bớt? Cắt bớt dây thần sao? Tính Gyarados hơi kỳ cục, nhưng không phải là người gian lận. Nói không chừng có người chỉ cho bạn ấy. Hả? Vậy đó là ai chứ? Mina và nhóm của bạn ấy đã khiêu chiến với Leon. Hai bên đã quyết đấu. Gyarados cảm thấy rất thích thú. Bạn ấy sẽ lựa chọn như thế nào đây? Yeah.